thấy nó là không chủ động quýnh nha chưa, không thấy năm vị trí của nó là không chủ động quýnh nha chưa. Vô này, vô này, okay. Vô này. Nghe nghe. Biết. Anh đang rỉa nhiều mà không biết nó lắm nè nha cai. Nó không thể tẩy nè em, canh ra nè, ra nè. Anh canh nè, lát nè cai. Nó biết nha mất, nè, em nè, em nè. Chơi nè, chơi nè, ra, đi ra đi, đi ra đi. Thằng top nó quật người đã nha cai. Đây là vào lên bảng điểm số. Một tình huống ganh mà tôi không biết ra phải khen SGD hay là chê play ở đây. Cẩn thận, thằng kia có dần con. Ê, đi xuống đây lên gì đây, cứu, cứu, cứu. Ok, được nè, anh đây, anh đây. Ê, ba, ba. Chết nó luôn rồi đó, chết nó luôn rồi đó, ok. Hay quá, hay quá trời. Cao đây nè, giết lý nè, giết lý nè Hải. Giết lý nè Hải. Qua quýnh em tôi kia ra quýnh nào tụi em. Ok, ok. Quýnh chung đi, quýnh chung nhân đơ đi, quýnh chung nhân đơ đi. Thằng Hải nó khỏe lắm, thằng Hải nó khỏe lắm. Chết rồi, chết chết. Ủa quân không đắt nha, 3 giây combo. Ok, vô ăn cái tiếp, cái tiếp. Con Lít đang sống đâu đây nè. Em về bot nha, em về bot nha, em về bot nha. Em đừng để em bốc nó nha, em bốc nó nha. Nè, chuẩn bị đúp nè, chuẩn bị đúp nè. Em combo đây. Giết con gót trước, quýnh con gót trước, đây quay lại đây. Đây em quay lại, em đang quay lại nè. Rồi rồi rồi. Rồi. Nè quýnh lên đâu nè. Em có gã mất. Ok. Lý xin chết, Lý xin chết rồi, Lý xin chết rồi. Đây mít đi, đây mít đi, đây mít đi. Hay quá kìa coi. Ok. Rồi, chết rồi. Anh em ăn luôn. Ok, ok. Cái gọi rồi ok. Quăng cái rờ đi, chia chia được hình nó đi. Ừ, hai. Combo này. Hai bất ngờ, hai bất ngờ. Thôi quýnh từ từ thôi nha. Anh không gờ, từ từ em quýnh, em quýnh thằng biết nó nào, em quýnh tấm này, em quýnh tấm này. Nó đánh em, nó đánh em, nó đánh em, em chạy được, em chạy được. Sau lưng nó nát hết rồi, sau lưng nó nát hết rồi. Quýnh sau lưng này, quýnh sau lưng này, quýnh sau lưng này. Hai. Mình đang bắt đầu, chết bắt rồi, chết bắt con rồi. Chết sập luôn rồi. Nó lùm hết rồi, con nào, nó lùm hết rồi, nó lùm hết rồi. Ê, bút chung mít đi, bút chung mít đi, bút đi, bút đi. Ok, 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 đưa. Nè, thấy nào lên đây là Elad chơi luôn nè nha cai. Ok, ok. À đây là không lát không gờ nè, cầm ném mà con được. Đứng đây không lát không gờ nè. Đứng đây nè, đứng ngay chỗ anh nè, đứng ngay chỗ anh nè. Đây để phán bên tím. Phán bên tím nè anh, tụi nó có bên tím không con. Không cần, nè, okay, chơi mid nè, chơi mid nè. Anh ra trước nè. Chơi lít nè, chơi lít nè. Kêu kêu. Rồi đứng đứng xung quanh đơ quýnh thôi, đứng xung quanh đơ quýnh thôi. Đứng xung quanh đơ thôi. Ok 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 anh. Anh châu lắm, anh châu lắm đơ, tự tin lên đơ, tự tin lên đơ. Lên. Mình qua này đó. Tự tin lên nha. Hết em nè, em nè, em nè, em hiểu cho nè. Anh đâu hồn nè. Quýnh đi đơ, bạn ơi luôn ở đây. À đều chết rồi. Em vô. Một sống em, Anh Diễn cho. Nè. Đi, em đi. Coi tăng nha, coi tăng lính nha. Ờ, anh ra nè, anh ra đây nè. Còn một cái kiếp, Ta hơi sai rồi. Không sao. Tăng lính nha, mình tăng lính nha. Thằng Kiệt tăng trước. Ok. Kiệt vô tăng. Tăng chủ trên, tăng hoài luôn cho anh. Nó lao vô là giết nó, giết nó. Giết rồi, quýnh chủ, chủ, chủ. Rồi. Tập trung chân sau, bình tĩnh, tập trung chân sau, bình tĩnh. Tập trung chân sau cho anh. Hay quá anh em ơi. Tập trung nha, tập trung nha. Đó là một thắng lợi rất quan trọng dành cho RCD, ít nhất là về mặt tâm lý của họ. Đây là trận đấu mở màn của họ tại VCS 2019 mùa xuân. Anh lát rồi nè, lát, canh lát rồi nè. Ở tên lên sau lưng cầm mất ơi. Tên lên là kẹt. Tao nè, tao đang xuống, nè, tao bay ơi. Chơi đi, kẹt đứng giùm chỗ nè, kẹt đứng giùm chỗ kẹt. Ok anh. Thằng kẹt như hết được á. Quýnh lên, thằng kẹt mạnh kìa. Tao đấm nè. Đấm tao gần nè. Lát không đơ. Tụi nó hết heal rồi đó đơ. Lùi lại quýnh sau lưng. Tiếp mình lấy mạnh, không sao đâu. Mình còn quyết được nha, mình có con rắn với con hết yêu nha. Ok, không sao hết. Đang nè, đi xin không rồi. Thôi bỏ luôn đi em. Ôi, không sao. Cố gắng quýnh thôi. Cả thô không sao hết. Ok. Nè, nó bay lên nè. Chết chui rồi. Có bờ mết. Thôi, không sao. Đang đếp nha. Ok, đếp được. Em rỉa tụi nó, đơ đừng quên lính đơ, rỉa tụi nó. Nè cai, trận này bây giờ muốn win á là em phải dọc được cái đường nào đó để em rờ thằng AD về, phải không? Dạ. Chứ em đứng ở gần tụi anh là cũng không làm được gì đâu, nhớ chưa? Dạ, ok. Ok, em quýnh thôi. Nghe đến chữ cuối của Varus, đó là tất cả những gì mà đội trưởng của SGD có thể làm. Thôi thua không sao, cố đép đi tụi em, cố đép được thôi. Ok. Không sao hết nha, thua chỗ này không sao hết nha.
ok, không sao hết. Rồi đứng lên bắt tay với người ta nha.